Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì nay là trưa ngày chiều ngày thứ ba. Ngày thứ ba ngày mấy ta? Ngày 23 tháng 7 2024 nha. Thì em hết lòng với anh em luôn. Có nghĩa là em làm video này là em hết lòng với các anh em đang xem miền Tây Solar luôn á. Mấy ảnh kêu là bây giờ tháo cục này ra đi cho mấy ảnh coi cái thì mấy ảnh mới chịu mua. Cục này hôm bữa em bán thanh lý là 1.750.000 nè. 1.750.000 nó là con sua 2 kg nha mọi người. Để em ấy nha. Đây. Đây con sua 2 kg. 2 VA Beat Power 4 kg. Beat Power là 4.000, nó là con 2.000 ha. Từ 12 lên 220. Cái nắp trên của nó nè. Thì theo yêu cầu của mấy ông anh mình á, thì em đọc luôn cái chỗ bán đó là TN Shopping ha. Là Tây Nguyễn Shopping đó anh em. Tây Nguyễn Tây Nguyên gì đó. Thì mấy ảnh kêu là cho coi nội thất đi mới chịu mua. Thì chắc cũng 2-3 người gì đó, em cũng không nhớ rõ nữa. Thì em không có thời gian mở ra cho nên hôm bữa giờ em chưa có bán. Thì bữa nay em mở ra nè, mong mấy anh coi vừa lòng thì lụm giùm em ha. Thì giá của nó là 1.750.000 nha. Thì tại sao mấy anh kêu coi nội thất thì em biết rồi. Tại vì cái máy này nó có hai cái quạt. Máy này có hai quạt nhưng mà cái ông chủ của cái máy này nè, ông gỡ một cái quạt ra. Mình cũng không biết là cái quạt đó tại nó hư hay là tại vì ổng muốn gỡ ra để ổng cắn vô cái con kích khác. Mà ổng gỡ hết cái nè, ổng chừa cái nè. Cái chỗ cắm còn luôn nha, về nhà anh em có cái quạt giống vậy anh em cắm vô xài nha. Quạt này chắc quạt 12V quá, 12V. Đó thì còn một cái quạt và người ta đã gỡ ra một cái rồi. Đó, đó là tình trạng. Tình trạng thứ hai nữa, cái con máy này á, đã có cái dấu sửa chữa rồi nha anh em. Thì này có sao nói vậy nha. Là 4 con phết bên đây nè. Ở bên đây có 4 con phết ha. Và 4 con phết này được thay thế rồi. 4 con phết bên đây được thay thế rồi. Thì em đọc cho mọi người nghe số lượng phết này. Ở đây có một cụm 4 con là 12 con phết. 12 con phết mà 4 con phết ở cuối này nè. Là người ta đã thay rồi. Có dấu mỏ hàng rồi nha mọi người. Dấu mỏ hàng rồi. Vì lý do đó cho nên cái con máy này nó mới rẻ như vậy. Chứ đúng ra là nó tầm khoảng mua mới. Anh em mua mới con 2.000 này đâu có dưới 3 triệu đâu. Đấy không? 3 triệu mấy luôn á. À, còn em bán cái này là có 1.750.000 thôi. À, 1.750.000 thôi. Thì ở bên đây có 12 con phết nha. Còn bên đây là con phết lớn nè. Con phết lớn 1, 2, 3, 4 phết lớn và 4 con phết nhỏ. Kèm thêm một cái con bù áp nữa. Đó. À, 4 con phết nhỏ, 4 con phết lớn và bù áp với 12 con phết nhỏ đây nữa. Anh em thấy đồ sộ chưa? Rồi phe thì có 3 phe nè. Biến áp xung có 1, 2, 3 nè. Đó, có 3 biến áp xung. Rồi tụ nè. Rồi phép bên đây. Rồi cuộn cảm nè. Rồi hai cái đầu ra nè. Và công tắc bật nè. Thì tất cả đều còn zin hết. Tất cả đều zin hết. Chỉ có thay 4 con phép đó thôi. Thì em thấy cái dấu mỏ hàng người ta đưa vô cái chỗ đó nè. 4 con phép bên đây nè. Đây nè. 4 con nè. Thay cái trạm 4 con này. 4 con này dành cho cái biến áp xung này. Ha. Và đã hoàn chỉnh. Sau khi người ta thay thì máy đã hoàn chỉnh hoạt động ok nha. Em đang là dùng một tấm pin đó nè. Một tấm pin đó nè. Đưa vô cái này. Đó, đưa vô cái này. Sạc cho hệ 12. Và hệ 12 này em đang dùng con kích này. Kích lên 220 xài nè. Đó, máy hoạt động chuẩn chỉ nha. Thì nói chung là đồ điện tử thì linh kiện nào hư thì mình nên thay linh kiện khác nó vô ha. Còn sau khi thay vô thì máy nó có hoạt động ổn định như mới hay không là còn tùy vào hên xui của điện tử nữa anh em. Chứ giờ mọi người hỏi là mình sau khi sửa thì con máy đó nó hoạt động ok không thì hiển nhiên em nói là ok rồi. Còn nói gì nó bền hay không thì không biết nha, không biết nó bền hay không. Đó, tại vì đồ điện tử mình đâu có nói được cái gì đâu ha. Thì em nhắc lại em bán cho mọi người con này là 1.750.000, em bao ship. Đó, thì giá mới của nó không có dưới 3 triệu đâu anh em. Đó, nhưng mà hàng này là đã qua sửa chữa rồi. Đó, anh em nào mà mua nhanh gọn lẹ em bán mọi người chẳng luôn 1.700.000 luôn nha. Còn mọi người không mua nữa em để em xài luôn chứ không có gì hết trơn. Mấy con này quá ngon rồi. Cấu hình rất là cao ha. Cấu hình rất là cao. Beat Power tới 4.000 nè. Anh em thấy ba cái biến áp xung của nó to chưa? Đó. Biến áp xung rất là lớn nè. Em không có đo được. Tại đang chạy em không có đưa cái thước đo là bao nhiêu ha. Đấy. Còn mạch in là mới tin nha. Đây. Để nét cho mọi người coi cái mạch nè. Đó. Mạch này kia là không có rỉ sét gì hết ha. Chỉ có hơi có bụi thôi. Đó. Người ta xài thì nó cũ theo thời gian ha. Ở đây người ta xài ở đây nhà sản xuất làm ba biến áp xung nè. Mỗi một biến áp là một cái cụm 4 con phết.
ở bên đây bốn con, bốn con ha. Đấy thì hàng xua thì anh em thấy là nó làm rất là gọi là cấu hình nó rất là đúng luôn á, có nghĩa là linh kiện nó nhiều, linh kiện lớn. À, nhìn cái con Diode này nè, à, anh em nhìn con Diode màu đen bự nè là thấy chất lượng ha, con Diode rất là to, bao Diode rất là lớn. Đấy thì hàng này là xin chuẩn đàng hoàng nha, anh em nào quan tâm thì cứ mua hàng nha, chứ còn mà mình đã mở như thế này rồi là mình đã cố gắng hết sức rồi đó, chứ hôm bữa giờ mấy anh kêu mở mà mình không có thời gian cho nên mình không có mở. Bữa nay thì ở nhà có một chút thời gian, mình mở ra cho anh em xem luôn nè. Đó, hiện tại mình lấy điện từ cái bình này nè anh em, và 234V nè, đầu ra 234V, 234V nè, đây. Đó. Rồi anh em thấy được thì ủng hộ giúp mình nha. 1,7 triệu ha. Ăn giờ 1,7 triệu luôn đi cho anh chẳng. Khỏi có 50 vậy đó. 1,7 triệu nha anh em. Đó, hệ 12 lên 220, 2000W bit power 4000.